Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Triệu Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về một cái tin tức mà nhiều quý vị khán thính giả đang xôn xao và đặt câu hỏi cho chương trình chúng tôi, thưa quý vị. Và tin tức này đến từ một cái sa mạc ở Nam California. Thì tin tức cho biết là đất nứt con người. Thấy trên màn hình là đất trời nổi lên những phát đại bác tưng bừng, những màn pháo hoa thật tưng bừng để chào đón một cái gì đó, thưa quý vị. Rồi rồng từ dưới đất bay lên cuồn cuộn, và chúng tôi thì nghĩ rằng là sắp có một cái hiện tượng gì đó động trời động đất, thưa quý vị. Nói chung là đất nứt còn bò hung, chưa biết là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà rất nhiều khán thính giả độc giả xôn xao, họ hỏi về một cái sự kiện, thưa quý vị. Ngoài ra thì có thể nói rằng có những hàng phi đoàn máy bay bay rợp trời, rồi có những đoàn tung hô tưng bừng vui vẻ cho một cái sự kiện gì đó, thưa quý vị. À, thì ra là khán thính giả hỏi về cái tổ chức của ông Đăng Minh Quang, thưa quý vị. Và tổ chức này là Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Và trên màn hình thì cho biết là địa chỉ là 10800 Sierra Road ở cái sa mạc Adelanto, California 92301. Thì họ đang hỏi là nghe nói tin tức là ngày 29 tháng 4 2022 tới đây thì sẽ có một cái sự kiện nào đó của cái tổ chức gọi là Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, thưa quý vị. Thì ra là tổ chức này tung ra một cái thông báo hết sức là giật gân. Đó là kính thỉnh Đức Quốc Công Đạo Minh Quân làm Hoàng đế Việt Nam. Xin thưa quý vị là ông Đào Minh Quân, hay còn gọi là ông Đăng Minh Quang, thì trong nhiều năm qua tự xưng nhiều danh xưng, nào là thủ tướng, nào là quốc trưởng, nào là tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, nào là Đức Quốc Công hay Đức Cống gì đó, rồi nay lại tự xưng là sẽ làm Hoàng đế Việt Nam vào ngày 29 tháng 4 2022 tới đây, thưa quý vị. Nói chung là một cái tin tức hết sức giật gân, và có thể nói là do một cái tổ chức gọi là Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Và trước đây thì ông Đào Minh Quân tự xưng là tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, xin đóng ngoặc và mở ngoặc chữ tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, thưa quý vị. Và có lẽ là cũng không mấy ai quan tâm, cho nên bây giờ ông chơi một phát thật là giật gân với cái tên hiệu mới là Hoàng đế Việt Nam. Nói chung là đây là những cái danh xưng, tự sướng, đối với quý vị. Và cũng chẳng có thực quyền, thực chất gì cả, chỉ là tập hợp một số người gốc Việt. À, có thể nói rằng tự phong chức cho nhau
tự ban chức cho nhau. Người này là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người kia là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người nọ là Bộ trưởng Bộ Thông tin, rồi người kia là Tổng trưởng Cục Quân huấn, Chính huấn, rồi tướng này, thiếu tướng kia, chuẩn tướng nọ, rồi quý vị, đại tá nọ, đại tá kia. Nói chung là một cái tổ chức mà không có lính, chỉ có cấp đại tá trở lên thưa quý vị, và cũng chẳng có một cái gọi là một cái thực chất, thực thể và thực tế. Nói chung theo nhiều người đồng bào ở California thì nói rằng tổ chức của ông Đào Minh Quân này là tổ chức gọi như là lừa gạt về vấn đề chống cộng thưa quý vị. Thì tổ chức ông thường hay nêu ra những cái khẩu hiệu rất kêu như là lấy lại cái tổ không làm khổ chim, hay là lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Và trên màn hình quý vị thấy đây là ông Đần Minh Quao mặc áo vest trắng, quần trắng, và ông tự cho hình mình đứng giữa hai vị cố tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa trước kia, đó là ông Ngô Đình Diệm và ông Nguyễn Văn Thiệu. Và ông ra thông cáo trân trọng kính mời. Thứ nhất, Tủ Nghĩa Đường 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301, thời gian là 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Và sau đó tại khách sạn Sheraton Garden Grove, địa chỉ 12221 Harbor Boulevard, thành phố Garden Grove, California 92840, thời gian thì 5 giờ chiều cho tới 11 giờ đêm. Và cái thư mời này thì quý đồng bào, nhân sĩ, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, vân vân thưa quý vị. Nhưng mà cái điều đáng nói là tuy là trân trọng kính mời, nhưng lại bán vé, xin thưa quý vị là như vậy. Và với cái giá vé thì cũng hết sức cắt cổ. Giá vé thấp nhất có giá là $150. Giá vé kế đến là $500. Và giá vé thượng khách là $5,000 trở lên thưa quý vị. Nói chung là ông Đào Minh Quân hay Đần Minh Quao này biết cách làm tiền, tạo ra sự kiện tự xưng là Hoàng đế Việt Nam, rồi sau đó bán vé cho những người hiếu kỳ, những người dư tiền thưa quý vị. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nói với cộng đồng mì gói, tức là Condomigo, thì $150 tương đương với mỗi một thùng mì là $5, thì tương đương là 30 thùng mì gói rồi quý vị. Nói chung là đây là một cái số tiền cũng kha khá đối với cộng đồng Condomigo, vì mỗi tháng thì những người già ở Hoa Kỳ, đặc biệt ở Nam California, thì họ lãnh tiền già khoảng $800. Do đó mà cái việc mà họ phải bỏ tiền ra để mà tham dự là hết sức khó khăn. Và điều trớ trêu là đây là phải trả bằng đô la thật, không phải tiền ảo. Trước đây thì ông Đào Minh Quân đẻ ra một thứ tiền ảo, rồi bây giờ cái tiền ảo của ông Đào Minh Quân chắc cũng đã chết theo năm tháng, không thấy ông nhắc tới ai sử dụng cái mớ tiền ảo mà ông hình hoàng tuyên bố lừa gạt đồng bào trước đây rồi quý vị. Thì bây giờ không xài tiền ảo mà lại xài đô la của nước Mỹ. Và trong cái thư mời này, trân trọng kính mời, nhưng mà thật ra thì chẳng có trân trọng mà cũng chẳng có kính mời thưa quý vị. Thực chất chỉ là bán vé lấy tiền, và ông Đào Minh Quân lấy tiền bỏ túi thưa quý vị. Rồi còn bày vẽ ra là phải gọi điện thoại đặt chỗ trước, liên lạc với lại Bộ trưởng Lâm Ái Huệ, rồi liên lạc với lại Chuẩn tướng Huỳnh,
toàn là những cái chức danh mà do ông Đào Minh Quân này tự phong, tự đặt, tự sướng được quý vị. Một cái tổ chức mà người ta nghĩ rằng và ai cũng nghĩ rằng ở Hoa Kỳ này đó là cái một cái chính phủ mà dựng lên. Thì nói sơ qua thì ông Đào Minh Quân là một trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc Sư đoàn 1. Và ông tự xưng là ông nằm trong đại đội Hắc Báo, một đại đội tác chiến ở miền giới tuyến. Nhưng mà người ta rất nghi ngờ là chẳng có những cái chuyện như thế. Và sau khi qua Mỹ thì ông được ông cựu dân biểu Nguyễn Trần giới thiệu. Và từ đó thì ông nhảy ra ông xưng hùng xưng bá. Thì trên màn hình quý vị thấy là cái bức thư thông cáo là trân trọng kính mời quý đồng bào, nhân sĩ, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý lãnh đạo các tôn giáo, các cơ quan báo chí truyền thông tham dự đại lễ vào ngày 29 tháng 4 tại hai nơi. Thì thứ nhất nhằm mục đích là khánh thành đài tưởng niệm chiến binh Hoa Kỳ Lục Giác Đài. Và thứ hai là tôn vinh đức quốc công Đần Minh Quao lên ngôi hoàng đế. Thứ ba, công bố phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế thắng kiện, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép, tàu cộng, mở ngoặc kép, 38.000 tỷ Mỹ Kim, đóng ngoặc kép. Và để việc tiếp đón được chu đáo, quý khách vui lòng liên lạc ban tổ chức theo số điện thoại sau hoặc qua email diplomatic bla 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 bla. Liên lạc với tướng Lâm Ái Huệ 403-831-6672, chuẩn tướng Hình 951-375-6228. Và quý khách phải vui lòng phúc đáp trước ngày 29 tháng 3. Giá vé mạnh thường quân như tôi nói là trên 5.000 đô, khách đặc biệt trên 500 đô và quý khách là 150 đô la. Cái điều buồn cười ở đây là câu trên đá câu sau, câu trên thì nói thắng kiện 38.000 tỷ đô la nhưng chẳng cho người dân một đồng xu cắt bạc nào thưa quý vị. Nói chung là lừa gạt, có 38.000 tỷ đô la nhưng mà vẫn bán vé cho quý khách cho lấy tiền mặt và lấy giá vé ít nhất là 150 đô la vào đấy để coi ông Đào Minh Quân tự lên ngôi hoàng đế thưa quý vị. Ở đây là một cái dạng ảo tưởng hay tâm thần về chính trị, cũng có người nói là dạng ngáo đá vân vân. Thì thư mời cho biết lễ khánh thành Lục Giác Đài, nhưng mà ai mà tham gia vào cái Lục Giác Đài này thì cũng có ngày sẽ bị đưa vào Tứ Giác Đài thưa quý vị. Và dân quân Việt Nam, chả biết dân quân nào cả, tôn vinh đức quốc công Đào Minh Quân lên ngôi hoàng đế. Nói chung là hình ảnh logo thì lấy hai con rồng cùng với một cái hình ảnh trống đồng và tự mình lên ngôi hoàng đế thưa quý vị. Nói chung là đây là một cái tổ chức phản dân hại nước, vì người dân Việt Nam đã chán ghét cái chế độ phong kiến và đã chấm dứt cái chế độ phong kiến vua chúa hoàng đế này nọ từ năm 1945. Và từ đó tới nay thì không còn ai nhắc đến những cái chế độ phong kiến quân chủ vua hay hoàng đế nào cả. Này thì ông Đào Minh Quân tự xướng tự lập lên ngôi hoàng đế. Nói chung thì có những cái câu sấm trạng trình được dựa vào để mà bóc phét lẫn nhau, chẳng hạn như là bảo giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Nói chung là ông Đào Minh Quân ảo tưởng mình như là thiên tử thưa quý vị, và không cần làm gì hết, bất chiến tự nhiên thành. Xin thưa quý vị như vậy, nhưng mà ở đây thì quá đúng thưa quý vị. Ông Đào Minh Quân chẳng làm gì cả, in vài cái thư mời, gọi điện thoại mướn chỗ khách sạn, thế là bán vé 150 đô la, 500 đô la, thậm chí 5.000 đô la cho những người gốc Việt háo danh, hám lợi, làm những chuyện rùi bu, những hình ảnh coi như tự sướng rồi quý vị.
những hình ảnh chẳng có phải là đi đấu tranh cho ai cả, mà những hình ảnh coi như là phản dân hại nước, lập ra chế độ gọi là phong kiến hoàng đế Việt Nam. Nói chung là hết sức lỗi thời. Đó là cái nhận xét của rất nhiều người ở California. Khi chúng tôi liên lạc thì nói rằng họ lắc đầu vì những cái trò nhảm nhí và cải lương, nhưng mà lại biết cách lấy tiền của đồng hương, lấy tiền của những người gốc Việt, những cái người mà một là nhẹ dạ, hai là hám danh hám lợi. Thưa quý vị, nói chung là những người mà người ta gọi là vô tích sự. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Thiền đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Và những khán thính giả có những thắc mắc thì xin cứ vui lòng gửi đến cho chương trình, hoặc là muốn cung cấp thông tin, tin tức trung thực thì cũng hãy xin liên lạc với chúng tôi theo điện thư hay còn gọi là email trinhquocthien@gmail hay gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi.